qua cái ba hành tinh to trong một trận của một số cái gì đặc biệt ở trong tâm giác. Trong tâm giác có những điểm đặc biệt nào không? Trọng tâm. Trọng tâm. Trọng tâm nội với tâm ngoại. Thì trọng tâm thì rất là dễ. Trọng tâm là lấy 3 đỉnh, không là chỉ 3 thôi. Dẫn ta đi vào một lớp 2 này. Đi nói là trọng tâm. Trọng tâm nhất. Trọng tâm là gia đình 3 đơn vị. Bên cao. Ba đường nhưng mà thật ra chỉ cần chỉ hai đường là đúng rồi. Người ta gọi là in đây nó là trực tâm tạp giác ABC. Vậy là tòa độ lý mát nó có hai thành phần là hành độ và là trung độ. Cho nên đây mình thiết lập được hai cái phương trình. Hiện nay A nguồn gốc với BC. Vậy ta có ngay vector gì? Vector A nhân với vector BC sao? Bằng bao nhiêu? Chứ chúng ta học tới phương hướng thôi. Hai cái tơ mà cung cấp thì nhân nhau là không. Dạ. Người ta có hai chương trình như sau. Nhìn thứ nhất A nhân BC và không. Nhìn thứ hai B nhân AC là không. Các em có thể sử dụng CA nhân AB bằng 0. 203 cái phương trình đó. Từ đây chúng ta thiết tập ra hai phương trình rồi. Tìm ra được các em. Lưu ý cái trường hợp đặc biệt. Nếu mà giả sử mình chứng minh được tam giác ABCD. Tam giác ABCD. Lúc này H nó chính là điểm đặt. Không biết. Trong tam giác D thì trọng tâm, trực tâm, tâm nội, tâm ngoại gì nó cũng chung nhau. Vậy cho nên lúc này H sẽ chung với thôi. Và trọng tâm thì rất dễ. Lấy 3 cái định cộng lại chi 3. Trong điều thứ 2 tam giác ABC vuông, giả sử như là vuông tại A đi, đó mới đưa ra trực tâm nằm đó. Nè, thì trong đường cao này, một đường cao này, hai đường cao này, ba đường cao này, cả ba đường cao này được cắt ngang tại đâu? Tại A, thì H chính là A. À, tâm giác vuông tại A thì H chính là A. À, vậy đó đơn giản là mà thầy vô nói thì sao? Rồi bây giờ tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC.
Có gì mẹ? Thần Tôn Nhân Tôn
trừ 4 nhân x cộng 2. Rồi cộng 4 nhân cho y cộng 1 bằng 0. Rồi AC nhân BH, 1 nhân x cộng 3, x trừ 3 cộng 5 nhân cho t bằng 0. Đó nó còn đi. Trừ 4 x cộng 4 y trừ 2 nhân trừ 8 cộng 14 lại bằng trừ 4. Chuyển vé qua bên phải lại bằng cộng 4. Ở dưới là x cộng 5 y, chuyển vé ba qua là bằng 3. Rồi mấy đây coi. Trừ 1 phần 3 y bằng 2 phần 3. Như vậy h có tọa độ là trừ 1 phần 3 2 phần 3. Đó là một cái bài gọi là mẫu mực về cái việc tìm tọa độ trực tâm. Thế thì muốn tìm trực tâm thì ta nhớ đến cái tính chất đường ca, nó là giao điểm của ba đường ca. Nhưng mà ngoài cái trực tâm ra thì có một điểm nó cũng liên quan đến đường ca, đó chính là chân đường ca. Mà nói đến chân đường ca hay là nói đến đường ca thì người ta thường nhớ tới tiếp đó là diện tích của tam giác. Rồi hai bạn tìm tọa độ chân đường ca trong tam giác. Tọa độ chân đường ca tam giác trên BC, nằm trên BC thì nó nghĩ đến cái gì vậy?
bị đánh gì? Hai cái tơ cùng hướng. À, như vậy là phương trình thứ hai là gì? Vector BH là gì? BC sao? Cùng phương. Có hai phương trình. Đúng rồi. Hai vector mà nhân nhau là hành nhân hành, tung nhân tung. Còn hai vector tơ mà cùng phương thì lấy gì? Hành chia hành bằng như thế. Hai phương trình đúng. Đã. Còn cái việc mà yêu cầu tính độ tính diện tích á thì mình có thể tính độ dài xong khi tìm được điểm H rồi, tìm được điểm A rồi thì mình tính độ dài AH, độ dài BC thì nó sẽ ra được diện tích. Rồi ví dụ cho tam giác ABC có điểm A 1-3, B 5-6, điểm C 0-1. Tìm ở đó đi, tìm chân đường cao đi, tam giác ABC nghĩa từ ngang. Từ đó suy ra diện tích của tam giác ABC. Từ đó suy ra diện tích của tam giác ABC. Rồi lại thì nước mình phải dài nha. Ở đây thì tận dụng viên Nhật Bản vô là bò là nước mình phải dài nha. Thôi gọi ha, là tổ ý thi là chân đường cao của tam giác ABC nghĩa từ A. Ở đây nghĩa từ A cho nên là A là cũng không BC. Nhưng mà nếu mà nghĩa từ B là B hay cũng không AC. Người ta có hai điều kiện sau đây. A nhân cho BC là bằng không. Điều kiện thứ hai vector BH và vector BC. Thẳng hàng là nhớ cùng phương, vuông góc là nhớ đến nhân góc bằng không. Và bây giờ tôi đi tính mấy vector này. A BC BH này, những bài vector thôi, BC này giống vậy. BH AH thì lấy H trừ A, X trừ 1, Y trừ trên trừ 3. Rồi BC BC thì lấy C trừ B, 0 trừ nhân trừ 5 là 5, 1 trừ 6 cũng là trừ 5. Rồi nhìn ở đây BH, BH trừ B, Y cộng 5 trừ nhân trừ 5, Y trừ 6. Và bây giờ đáp án
sound up. Hai cái thân này nhau nhau là lấy hoàn, nhân hoàn. Cộng tung nhân tung, năm nhân ít trừ một, tung nhân tung trừ năm, nhân y cộng ba bằng không. Còn ở dưới là thuộc phương, thuộc phương thì lấy hoàn chi hoàn, ba tung chi tung, ít cộng năm chi hoàn chi này là chi năm bằng tung chi tung, y trừ sáu chi cho trừ năm. Các em có thể đơn giản hai với cho năm. Rút gọn đi ta được ít trừ y trừ một trừ ba là trừ bốn, chuyển vé qua là bằng bốn. Ở dưới cũng đơn giản cho năm, nhân chiếu lên trừ ít trừ năm bằng y trừ sáu. Vậy chuyển vé qua ít trừ y bằng bốn, ít cộng y bằng một, đúng không? Rồi con lấy cái này rồi, năm cộng hai, trừ ba cộng hai, đã. Như vậy á, các tọa độ là năm phần hai trừ ba phần hai. Xong ý đọc. Bây giờ ý thứ hai, suy ra diện tích target ABC. Thì đây diện tích là bằng 1 phần 2 AH nhân BC. Suy ra đâu? Diện tích bằng 1 phần 2 AH nhân BC. Bây giờ tính chi có A là đây nè, có H là đây nè, thì tính chiều dài AH ra. Độ dài đồng thẳng thì lấy căn bằng 2 cũng gì, sau trừ trước bình 5 phần 2 trừ 1 bình, sau trừ trước trừ 3 phần 2 cộng 3 bình. Rồi tính ra coi tấm ra nhiêu, 3 3 căn 2 thì là BC thì cũng vậy thôi, lấy sau trừ trước bình, không trừ cho 5, trừ cho trừ 5 là bằng 5 bình, 1 trừ 6 bình, 5 trên 2, 5 trên 2. Để đáp suy ra, diện tích ABC bằng 1 phần 2 A nhân cho BC. Vậy là bằng 15 pi A đơn vị. 15 phần 2. Đó là hai điểm đặc biệt. Ở đây thầy cung cấp cho các em một cái thủ thuật, chỉ được phép làm trắc nghiệm thôi, không được phép làm bài tự luận. Mà lên bảng phê con đây là cũng biết thật thầy nguyên cung cấp, tao biết được cạo đầu là sống không chết. Muốn cái gì tất cả giác ABC để em đi làm cho thầy hai điều: tính cái tờ AB, tính cái tờ AC, làm được không?
giả sử dự tính như tên là B ra là bằng A nhỏ B nhỏ, rồi tính như tên là C ra C nhỏ D nhỏ. Rồi nhìn cho kỹ nè, diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 chỉ tuyệt đối nhân chiếu xuống trừ cho nhân chiếu lên. Đừng hỏi tại sao, đây là công thức thì nó có thủ thuật nó chứng minh rồi, bây giờ đồng chí anh biết áp dụng cho đúng thôi. Bây giờ áp dụng vào bài rồi đấy, đúng không? Đó, đừng hỏi tại sao, đừng hỏi tại sao hoài. Được áp dụng đâu, chỉ là thực nghiệm người ta không biết thôi chứ. Rồi áp dụng vào bài đây, tính thức tay ở đây là nhiều, B trừ A là mấy? Trừ 6 gì? Trừ 6 9 đúng không? Dạ. Rồi tính thứ 2 C bằng nhiêu? C trừ A là bao nhiêu? Trừ 1. Trừ 1. Rồi vậy diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 chỉ tuyệt đối A nhân D trừ B nhân C là trừ 24 trừ trừ cho trừ là cộng này, 1 nhân 9 là cộng 9, vậy là nhiêu? Chỉ tuyệt đối của trừ 15 là 15 phần. May mắn. Vậy may mắn là nó giỡn chơi thôi chứ sao đúng không? Đúng như thằng cha thi nó là biết và dùng để làm trách nhiệm, còn người ta không nghe thì thôi. Mà đừng có khoe khoang ra trường nữa, em biết thông thức này nhanh lắm, là điểm số em biết nhanh lắm. Và tọa độ cho đường cao xong, bây giờ mọi người đi làm việc gì nữa không? Tâm nội và tâm ngoại, đúng không? Ba là bạn chứ tâm đường tròn mọi thứ. Bạn giác
giờ đi phải được gì chung chân là cái điểm mà nó cắt đều ba đỉnh cắt đều ba đỉnh thì đủ rồi, bởi vì cắt đều ba đỉnh là IA bằng IB một trình, rồi IB bằng IC hai trình đó. Thì đầu tiên ta gọi pi tọa độ là AB là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tâm đường tròn ngoại tiếp là điểm cách đều ba cái đỉnh. Người ta có hai đỉnh chính IA bằng IB, IB bằng IC. Đó là tìm được rồi. Thì chịu khó là tao bằng vector đâu, chịu khó là tính toán cho cẩn thận xíu. Thì bây giờ trường hợp đặc biệt tam giác ABC mà là tam giác đều thì tam y nó là trùng của điểm nào? Trọng tâm nhiều khuôn mặt ngơ ngơ dễ đó. Quân mới nói nãy giờ là gì nè, đặc biệt tam giác ABC đều thì sin a y chính là g, được chưa? Trọng tâm thì chỉ cần lấy ba đỉnh cộng lại sao thì ba nó sẽ nhanh hơn. Rồi giờ đặc biệt nữa, tam giác vuông thì sao? Nếu mà tam giác ABC vuông thì sao? Tâm đường tròn ngoại tiếp nằm đâu? Trung điểm cạnh V là trung điểm của gì? Vuông tại A là trung điểm của gì? Điểm C. Thì có lắm nhiều biết người biết này. Sao mà nhìn mặt kết khó vậy chắc? Họ lại ngơ 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 ngơ. Tam giác vuông thì tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm cạnh huyền. Thế thì nếu là một bài toán trắc nghiệm thì các em nên đi kiểm tra cái việc này trước, tức là tam giác đó có vuông hay không, vì nó phù hợp với lại cái lối ra đề trắc nghiệm, nó làm sẽ rất là nhanh. Nếu mà tam giác đó mình kiểm tra lại mà nó vuông thì em suy ra đây là tâm đường tròn ngoại tiếp nó chính là trung điểm cạnh huyền song liền, phù hợp với lại ngay đề trắc nghiệm. Thậm chí ra đề tự luận thì cũng làm được bằng cách đó, em chứng minh là cái đó nó vuông. Bây giờ chúng mình đã chắc vuông là không còn cái trùng Pythagore nữa. Vuông là Pythagore là xưa rồi. Mà vuông là bây giờ là gì? Hai cái tên nhầm nhau bằng không. Chứ không cần có Pythagore. Cho nên là cái việc chúng mình đã chắc vuông là nó nhanh. Là bây giờ cho tam giác ABC có điểm A trừ 4-1, điểm B 2-4, điểm C 2-2. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp. Tam giác ABC
Nếu tự bị lại thằng nha, vô thi là đâu có sẵn cần đây mà nhìn. Nếu tự bị lại là không phải là quên ký tính là quên nhiều. Trên bảng thì có hình rồi cho thằng chụp luôn. Thì đầu tiên thì gọi đi A nhỏ B nhỏ là tâm đường tròn ngoại tiếp. Tam giác ABC. Vậy thì có hệ sau đây. Thì A bằng B. IB bằng IC. Đó. Rồi, có cái tương tự dài động thẳng như là căn bậc 2. Lấy sau trừ trước bình. Trừ 4 trừ A bình. 1 trừ B bình. Độ dài IB thì lấy B trừ A bình. B trừ A tức là B trừ Y chứ. B trừ Y 2 trừ A bình. 4 trừ B bình. Đó. Thì A bằng B. Bây giờ IB bằng IC. IB đây này, đi lại thôi. Đi lại 4 trừ B mình. IC là lấy C trừ Y mình. C trừ Y 2 trừ A mình. Trừ 2 trừ B mình. Và như là này, trong các cái loại mà khai triển bình phương thì thầy rất là sợ nhiều thứ sai cái loại này. Cái loại mà trừ A rồi trừ B thật là bình là để cho mấy đó tự làm thế nào cũng sai. Người đứa thì sai thật đấy là không bè đứa. Khai triển này khai triển không được dùng đầu óc chút, đặt dấu trừ ra thì có gì đâu, mà dấu trừ mà bình phương lên thì sao, móc đi dấu trừ, đó, trừ trừ bình thì nó bằng cộng cộng bình, để mà thế này để làm nó cứ sao, cái này thì không sao nha, cái này này, hoặc là cái này này, đó. Cái loại đó thế làm mà nó sai. Bây giờ chúng ta mình thử khen làm đây khỏi làm những thầy làm nó sai không chưa làm mà biết không đây bình phương hai bế cho bóng đi vô căn chuyển qua là trừ trừ thành cộng cộng một trừ b bình bên đây ghi lại bốn trừ b bình này mình phương hai bé lên bên này chân chân lên cộng cộng này bốn hai cộng b mình đó bình phương là nó bóc căn rồi bây giờ khai triển cái bình phương ra. Bốn bình phương là 16 cộng 8A cộng A bình. Như thế là 1 trừ 2B cộng B bình. 3 4 trừ 4A cộng
heaven. 16 chương 8b. Đó là IA bằng chữ B. Chữ B bằng IC thì mấy đứa thấy là hai thằng này giống nhau này. Nha. Mở đi. Còn lại là hai cái kia thôi. 4 chữ 8b bằng B. Đó là 2 bằng 4b. 4 chữ. Rồi đó, đơn giản đi. Đơn giản A bình cho A bình, B bình cho B bình. Chữ bé qua 12A. Cộng 6B. Số thì chỉ qua phải. Bên trái là 17, bên phải là 20. 20 và trừ 17 nè. Dưới đơn giản mắt B bằng đi 4 đơn giản mắt luôn. Mình thích bà. Sao không có đứa nào hỏi gì 4 bình sang ra 4 y 10 6. Thử mà nãy giờ không biết đọc cái gì. Như vậy là trừ 12A trừ 12B bằng trừ 12. Mày giải ra B chưa? Còn nếu mà đầy đủ thì mình bấm máy. B bằng nhiều. Chúng ta bây giờ là tổng kế thôi. Đang yêu chọn cái này bấm cái tính chỗ lâu. Đó thì chơi B bằng 1 này. A là yêu trên 1 bằng 4. Bấm cái tính thì chắc. Rồi mày điểm y cái độ là trên 1 bằng 4. À, thì nói lại là mấy đứa nên kiểm tra cái tam giác nó có đều, nó có đặc biệt không, nó có vuông hay không. Nếu mà có thì mình suy ra ngay. Đó. Tam đường tròn còn tiếp rồi, bây giờ đến tam đường tròn còn tiếp. Mẫu là mẹ là tam đường tròn nội tiếp. Tam đường tròn nội tiếp nó là giao điểm của gì? Giao điểm ba đường tam giác cũng là nằm tiếp xúc với ba cạnh của tam giác này. Thì hướng là tìm làm sao để tìm được điểm y khi mà biết ba đỉnh A, B, C. Vậy là tức là bây giờ người ta cho A, cho B, cho C rồi yêu cầu là hãy tìm tam đường tròn và mục tiêu tam giác A, B, C.
ba mình chọn một tí là giao điểm ba đường phân giác. Vậy đây là một đường phân giác, hai góc này bằng nhau. Rồi theo đây là đường phân giác. Bạn ra đây được không? Mình tắt dùm cái điện thoại đi, mình chiếu lên mặt chính không thể thấy cái con khốn này. Chứ hai chúng ta nhớ, đầu tiên muốn tìm được cái mây này là em phải tìm cho thầy chân đường phân giác trong. Chân đường phân giác trong, tìm được chân đường phân giác trong thì em mới tìm được cái mây. Và bởi vì nếu mà mình có cái cách nào để mà mình tìm được chân đường phân giác trong thì tương tự khi mà mình tìm ra được điểm A rồi, điểm D rồi thì cái điểm A này cũng lại là chân đường phân giác trong của tam giác. Vậy coi như là cái bài toán tìm tọa độ tóc đường tròn đầu tiên nó là gấp đôi hai lần cái bài toán tìm tọa độ chân đường phân giác trong. Vậy bây giờ là chỗ sao nhé? Tìm tọa độ điểm D là chân đường phân giác trong. Chỉ tên A. Đây là tìm tọa độ chân đường cao. Bây giờ là chân đường phân giác trong. Khi mà nói đến đường phân giác thì nó có một cái tính chất về tỷ lệ hay là định lý tại đây liên quan đến đường phân giác. Đường phân giác là ngoài cái việc mà phân đôi cái góc thì nó còn là có cái tỷ lệ. D là chân đường phân giác trong, vậy thì ta có này. DB trên DC bằng gì? Bằng gì? AB trên SC. Ai mà chưa thấy cái này bao giờ thì nên về lại. Tha thiết xin mấy thầy cô cho em học lại. Đây là gọi là định lý Thales của cái đường phân giác trong. Phân giác ngoài nó cũng có, nó cũng có cái năng lực đó. Vậy từ đây năng chiếu là DB bằng AB trên AC nhân trên DC. Nhưng mà vì vector DB và vector DC ngược chiều, phân giác trong cho nên là hai cái vector đó ngược chiều, mà nó ngược chiều cho nên suy ra vector DB này nó bằng trừ AB phần AC nhân vector DC. Phân giác ngoài thì nó sẽ cùng chiều, đây là phân giác trong thì nó sẽ ngược chiều. Ngược chiều cho nên nó phải ngược. Đây là hai vectơ sao? Bằng nhau. Là hoành bằng hoành, tung bằng tung. Đi tính độ dài, đi tính độ dài, đi tính vectơ, đi tính vectơ. Cho hai cái đấy bằng nhau. Vậy từ đây em tìm ra được gì? Nhớ nghe. Xin được gì? D là chân đường phân giác trong. Thế bây giờ quay lại, xong khi được D rồi, quay lại tìm ra điểm A. Thầy gọi A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC đó.
À, thầy nói lại là tâm thường trần nổi tiếng là giao điểm của hai hoặc là ba đường phân giác. Thì đây là đường phân giác này, và đây cũng là đường phân giác. Thế bây giờ mình đã tìm được điểm C rồi, tìm được điểm A rồi, B rồi, thì bây giờ Y nó chính là chân của đường phân giác chân của tam giác A, B, D. À, suy ra Y là chân đường phân giác chân của tam giác A, B, D. Không, quên, cái điểm này nó không phải là cái điểm tiếp xúc. A, Y, D thì thẳng hàng, nhưng mà cái điểm này không phải là điểm tiếp xúc. Mới vậy là điểm tiếp xúc để làm gì? Thắc mắc cái điểm đó là làm gì? Nói cái này chứ, mặt người ra đây. Đây là điểm tiếp xúc này. Đây là đường phân giác cao này. Hai cái điểm nó không có giống nhau. Đây là D. Đó, đây là A. Được chưa? Cái điểm này nó là chân đường phân giác cao. Nó không nhất thiết phải nằm trên đường tròn. Mà quan tâm đến chuyện đó là làm cái gì? Không cần thiết. Chỉ cần biết đây là chân đường phân giác cao của tam giác này là làm được rồi. Tìm được D thì bây giờ tìm được đường Y. Thì bây giờ tiền nó chắc gì? Suy ra, định lý ra đây. Nói Y dê trên đi ra bằng gì? Bằng B dê trên B. Tự nhiên để cho cái chuyện này mày biết mình cho là cái gì? Điểm dê tất nhiên mình nằm trên cái hàng BC. Điểm dê tất nhiên là phải thẳng hàng mình bay. Sao lại không thắng hàng? Rồi suy ra nghiên cứu lên IE tương tự với tơ IE bằng trừ BD phần BA nhân với tơ IE. Tại sao phải giống trừ? Vì vì hai cái tơ này sao? Ngược chiều. Đây là hai cái tơ bằng nhau. Thì hoàn bằng hoàn, tương bằng tương, xin ra đi bây xong. Và bây giờ cho tam giác ABC có điểm A 5-1 5-1 điểm B 1-3 và điểm C 1-3. Tìm tọa độ tâm đường tròn nổi tiếng. Nổi tiếng tam giác ABC. Rồi điểm D, tìm cái điểm D chứ.
đi thi là trên đường Phật Giang Trong. Kể từ ha, rồi ta có chia B trên chia C đây. Bằng AB trên AC nhân chiếu lên vectơ chia B bằng trừ AB trên AC nhân vectơ chia C. Đặt đây là 1. Thì tính ra từng cái tơ ra đầu tiên là tính cái tơ dê bê nó bằng b trừ dê 1 trừ y 3 trừ y. Rồi tính cái tơ dê c lấy c trừ b c trừ dê trừ 1 trừ y trừ 3 trừ y. Như vậy là tính tiếp đoạn AB đoạn thẳng thì bằng căn bậc 2 sau trừ trước bình 1 trừ 5 bình ba trừ cho trừ 1 là 3 cộng 1 bình. Rồi tính này ra bấm đây nghiêm ơi. Bốn căn hai rồi chúng ta AC rồi căn lấy C trừ A bình C trừ A bình C trừ A bình cái này giống trừ nha. Rồi đây kia thank you.
Là sửa lại thầy. Kiểm xe là 3 triệu 3. Xe thì nha, thì điểm C là 3/3 thì chỗ này sẽ là sửa lại một chút. 3/x/3/y đúng không? Chỗ này sửa lại một chút là 3/5/3+1 đúng không? Tổng lại có bao nhiêu? Là 2/3. Bây giờ thay vào đây. Thay vào. Như vậy đẳng thức 1 tương đương. Mình ghi đây nha. GB bằng trừ AB là 4/2, GAC là 2/2, vậy là bao nhiêu? Bao nhiêu đó? 2. Vế tơ gì em? Như C, đó. Nó chỉ được một lần lấy thôi, lấy hai lần là tính mệt. Rồi, hai vế tơ bây giờ bằng nhau chưa? Hai vế tơ bằng nhau thì sao? Hoàn bằng hoàn đó, vậy tương đương này hoàn 1/x bằng hoàn đằng kia là -2 nhân cái gì? Bên này cái -2 này nhân cái gì? 3/x đó. Rồi tung là 3/y bằng tung đằng bên này là -2 nhân cái đây này, -2 nhân với -3/y. Đó, tính đây giờ coi x bằng nhiêu, y bằng nhiêu. Tính đây đây. BA
chân bề gì. Từ đó suy ra biết tơ IA bằng chân BA trên BG nhân Victor thì gì? Rồi bây giờ đi tính giống như vậy. Mình Victor IA lấy A trừ Y coi 5 trừ A trừ 1 trừ B. Rồi Victor IG lấy dê từ y chia đâu đây 7/3 trừ a trừ 1 trừ b thế thì ở đây cái đoạn ba chính là đoạn ab ở đây mình tính rồi ghi lại thôi ab là ba là đoạn 4/2. Bây giờ đi tính cho thầy BG thì là căn bậc 2 lấy D trừ B phần D trừ B D đâu rồi 7/3 trừ B là trừ 1 phần rồi trừ 1 trừ tiếp 3 phần rồi bằng cái tính cho mình nào 4 trái 10 chia 3 rồi vậy là tỷ số đây coi AB trên BE bấm nhầm luôn bằng nhiêu bấm cái này chia cái này nhiêu ba trên căn 5 thất bại trong tháng năm rồi vậy thì bây giờ thay vào đây sao tương đương Victor IA bằng 3/5 Victor trừ 3/5 Victor IA đó hai Victor bằng nhau ha hoành bằng hoành, tung bằng tung hoành 5 trừ A bằng hoành trừ 3/5 nhân với 7/3 chữ này đó là hoành bằng hoành rồi tung trừ 1 trừ B bằng tung của thằng này thì vẽ qua trừ 3/5 nhân qua lại trừ 1 rồi mấy đứa thử tính ra đi a bằng b bằng à mấy đứa hiểu tại sao phải cố để cho điểm dê nó điểm không điểm dê mà nó xấu một cái nha là mình tính rất mệt tính dê mệt xong là nhìn vô những cái này thôi trời ơi không tính được cho nên là dê mới đẹp thì lúc đó y nó xấu cũng được bởi vì nó xong rồi rồi tới đây tôi tính nổi rồi hay là nó chiếm thuộc riêng thằng B là cho tính tương là bằng chữ 1 A bao nhiêu nhân vào thì nó ra là trừ 7/5 còn 3/5 nhân vào đó nó này là 5 trừ A vậy A sẽ bằng 5 cộng 7/5 chia 1 cộng 3/5 rồi ta mê ta đi đây chia chờ 11 tháng chia không chia được
còn đẻ chết rồi chứ lần vậy. Mi trừ một thằng hai trăm năm,